Này thì hôm nay vừa mới bị sạt hay là như nào? Sáng nay à? Sáng nay à? Ồ, là trong nhà của em Quân thì đã bị sạt hết rồi. Trong nhà thì có bị ướt không? Sáng ướt một ít thôi á. Không nhiều. Trong nhà thì có bị rột, có bị mưa vào nhiều không? Có. Có à? Con cảm ơn bà đã gửi đồ cho con và con chúc sức khỏe. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và làm việc luôn thành công trong công việc ạ. Xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục nhận được thêm một phần quà nữa là gửi tới cho em Quân. Và cháu Lực nhận được thì cháu Lực sẽ đưa lên cho em Quân luôn các bác. Em Quân thì 1-2 ngày nữa thì cũng đã làm cái đám tang của người bố của bác. Cho nên là mấy hôm nay em Quân cũng chỉ toàn là ở nhà thôi, cũng chẳng có đi đâu được. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Đây, tấm áp. Dạ, tấm nó chay mà, vậy là. Cô chú chơi. Ô, của mẹ. Tấm áp gần chế đâu đấy? Này ơi. Tấm áp gần chế đây chứ? Ừ. Ồ, bàm lắng quân này ạ? Bàm sẽ lắng y... Nghe thì lấy giúp đầy lấy lúa lạ. Ừ, đó mình chẳng là tấm ạ. Vừa rồi thì tấm mới có hỏi là bác đi nhà em Quân về. Thì bác có bảo là phải bác đang đi nhà em Quân về. Còn là cảm ơn các cháu đã giúp đỡ tới gia đình của em Quân có bác. Đường đi xuống nhà em Quân đấy các bác thì nó là cái đất đỏ, hình ra là đi nó rất là trơn luôn. Thế là đường đi trơn, chắc là phải bỏ tiếp. Mm-hmm.
Thôi cứ bày đi. Điền vô. Hả? Điền vô coi đi. À, bày đăng ký mô là. Ừ. Ông thì bảo là, ông thì vừa bảo cháu Lực là đi xem con bò cái bốc cũng. Xin tay kì. Ờ, cứ hát bày cho kìa. Ừ. Con ở đây như thế cũng. Hiu. Cái khúc này đi xuống dưới đi hơi là khó, cho nên là cháu Lực sẽ không có cái hình được cô bác. Cô bác có thể nhìn thấy là ngôi nhà của em Quân cô bác nằm ở tít ra dưới kia, một cái ngôi nhà mà rất là nho nhỏ thôi. Hiện tại thì Quân đang là sống với lại ông với lại bà nữa. Có thể nói là bây giờ là cái đôi vai của em Quân thì là một cái đôi vai mà rất là nhỏ bé, gánh vác cả cái gia đình của mình cô bác ạ. Đổi đi em. Để đồ ở đây một chút đã cô bác. Đi xem em Quân là em đang làm cái gì ở bên kia. Em Quân thì có một cái bồn mà inox cô bác. Cái này thì 500 lít thôi, rất là nhỏ thôi. Anh em tôi vào 8 lít nè. 8 phút thuốc à. À, đây là bé Hiếu này cô bác. Bé thì bà đi đâu rồi Quân? Bà đi sang bên kia lấy đậu hay sao ấy. Đi lấy đậu à? Ừ. Bé nè, cô má. Một mình là tự chơi. Hôm nay có là thêm bạn nữa hộ à? Vâng. Bạn thì có ở gần nhà không? Gần ạ. Gần à? Dạ, cân anh không? Rồi, nước đây sắp đấy. Rồi, ui, ui, cẩn thận đã. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cái Quân này là các bác gửi lên cho à đúng không? À, rất là vừa vặn em Quân luôn các bác. À, hơi dài tí nhưng mà không sao. Mua quần áo cho em Quân thì phải mua những cái bộ đồ mà nó rộng ấy, thì nó sẽ được lâu hơn. Bây giờ mà nó mua những cái bộ đồ mà vừa em Quân luôn thì có thể là bây giờ nói các em nó sẽ lớn rất là nhanh, nên là sợ sang năm là không có mặc vừa nữa. Không đi chơi với ai à? Hả? Ăn quả gì đây? Ăn quả gì đây? Hả? À, sao lại ngập cái gì ở kia đây? Bỏ ra đi. À, rất là tội cho bé luôn cô bác. À, mặc dù mộ của người bố nằm ở ngay trên này cô bác, nhưng mà em vẫn còn không có hiểu chuyện là cái này là cái gì đâu. Chỉ có mối là em Quân là hiểu được chuyện rồi. Nghe em Quân kể vào mỗi lần mà hỏi mà là tìm về bố của mình ấy, thì đều nói là bố nói dối là bố đã đi làm xa rồi, muốn để mua sữa về cho em. Xem là có hộ được em Quân cái gì không thì sẽ hộ em một lúc. Và một tí nữa thì cháu Lực sẽ đi trao cái phần quà của bà Thắng, bà ấy gửi tới cho gia đình của em Quân cô bác. Ôi bà phát à? Phải nói là mặc dù cái không người ở vùng cao cô bác, mặc dù có gia đình nghèo, nhưng mà cái là nhà gia đình mà ai có cái công việc gì thì gia đình cũng tận tâm giúp đỡ rất là nhiệt tình. Như hôm qua cháu Lực đi nhà em Cương cũng thế. Nhà em Cương dựng nhà lên thì được cả làng là gia hộ. Một là cái dáng người rất là nhỏ nhoi mà bây giờ đã phải là gọi là làm cái trụ cột chính cho gia đình của cô bác ạ. Bạn bè thì còn gọi là phải đang đi học, còn mình thì đã là
người mà lo cho gia đình mình rồi. Nó sợ vào đầu không? Hả? Có một chùa không? Có một chùa ấy. Nay này. Nay mình ra hiếu. Nay này, sao ra mà? Nay mình đây. Hả? Có thể nói bé Hiếu là không biết nói một chút tiếng Kinh nào luôn cô bác, tại vì là chưa có đi học luôn. Khi là thời gian tới thì đi làm để giấy khai sinh xong thì bé mới bắt đầu là đi học được. Này còn tốt mình nữa nữa. Mày thì có hai bác lên đó hả? Mày bảo phúc ở đi. Mày phải chết đấy, cái chết đuôi đấy mày. Đừng cảm ơn thấy mày là phúc à. Cái mưu hoan lâu. Lâu chí thần đông. Lâu chí thần đông. À, có thể nói là những người ở vùng cao của bác hay là những người đồng bào dân tộc Nùng thì cái phong tục mà nó sẽ hơi phức tạp, nó sẽ không được như là các cô bác là anh chị là người dân tộc Kinh cả. Mỗi dân tộc là nó sẽ có một cái nét mà văn hóa riêng thì nó sẽ cũng hơi gọi là hơi khó khăn cho những cái gia đình nào mà có hoàn cảnh mà khó khăn đó cô bác. Đây bà thế nào? Như này thì hôm nay thì bé có còn hỏi bố, còn hỏi bố không? Lâu ngày như này không gặp thì có hỏi không? Có. Vâng, chứ không. Vâng, lâu hỏi một lần. Tôi nghe xuống đi. Nhưng mà em đều nói dối bảo là đi làm à? Vâng. Nào mấy bị này. Này thì có căng bạt nữa không? Có. Nhà thì có căng bạt không? Còn to nè. Thì trước đi mua 50 nhé. Một cái đứa trẻ năm nay mới có 14 tuổi thôi cô bác. Nhưng mà phải nói là em là phải cô bác rất là nhiều thứ. Như cái phần là làm ma chay cho bố này thì rất là may cũng được các bác hàng xóm của nhà em Quân là ai ai cũng lùi rồi chứ mấy bác rất là nhiệt tình. Thọc à? Ừ. Yeah. Bây giờ thì cũng làm gần xong rồi đúng không? Vâng. Thế bây giờ thì các bác làm hộ Quân một tí nhá. Vâng. Đấy. Bây giờ thì cháu sẽ cùng em Quân với lại bé Hiếu là đi trao cái phần quà cho bé Hiếu đó. Như cô bác có thể thấy ông thì đang ngồi ở kia vào cái ngôi mộ của thầy con mình. Nói là thầy ông bạc mà kiến thầy ông xanh đi. Không biết là phải cái trạng thức diễn tả như nào nữa. Rất là cool. Ừ. Ông thì bây giờ thì có ở nhà là đi phụ được chăn bò này, xong là đi lấy cỏ cho tôi. Còn là ra ruộng ra đồng thì chắc là ông vẫn đi được. Phải nói là rất là may em Quân còn có một người hàng xóm, người chú rất là tốt bụng là em Quân mượn cái ngôi nhà do phần má chay cho bố. Ui, nay là nước vào trong nhà à, Quân? Ô, lớn đây rồi. Chắc sáng tôi đi ra nào. Ôi, rồi. Để đây một chút đã, Quân ơi, anh lấy cái này vào trong nhà tí. Như cô bác có thể nhìn thấy đây. Ở trên này thì bị sạt này cô bác. Hôm qua thì mưa nhiều quá. Và đặt sau này nữa này, không đủ luôn. Ôi. Phải nói là đằng sau này bị sạt hết này. Qua đây bắn mất. Không biết là đằng sau nhà này có sạt không. Đằng sau nhà chúng này thì không có bị sạt cô bác.
Này thì hôm nay vừa mới bị sạt hay là như nào? Sáng nay à? Sáng nay à? Sáng nay mưa nhiều à? Ôi, bị sạt này. Cái chỗ này nếu mà mưa nó sẽ bị sạt nốt rồi nè. Chả biết có con gà có chút không? Con gà còn ở đây nữa. Gà ở đây á? Vâng. Có chết con nào không ấy? Chả biết rồi. Xem nào. Con nào nhỉ? Chết lông chơi. Ồ, đi chơi ông nào ra. Ừ. Ông vừa bảo gà thì là rất là may là ra hết một cú hội đây này. Cô bác có thể nhìn thấy đây này. Rất là bùn, rất là lầy luôn này. Chạy thế ông vẫn nào chút chút. Bên này nữa cô bác này. Là trong nhà của em Quân thì đã bị sạt hết rồi. Trong nhà thì có bị ướt không? Sáng ướt một ít. Sáng ướt một ít rồi á? Nhiều. Trong nhà thì có bị rột, có bị mưa vào nhiều không? Có. Có à? Cái cây này thì theo anh nghĩ là chặt nhưng chặt đi đây này. Đấy. Đây thì chỉ chặt đi. Không là chỗ này là nó sẽ bị sạt rồi này. Gọi là cái số cây này nó sẽ còn một hai cái rễ nó mọc lên trên thì nó sẽ không có bị sạt đâu ấy. Ôi, nhà thì bị đằng sau sạt hết rồi cô bác. Nước sạt hết ở trong này à? Làm đánh nhau chảy hết à? Đây à? Phải nói là hôm qua là bị nước nó ngập hết cả cái ở dưới phần nền nhà này cô bác. Được anh Quân là kêu em đi đánh nhá. Ôi, sao vậy? Đi vào nhà đi. Nhưng mà cô bác có thể thấy này, mưa vào đây thì ướt hết cả cái hành lang này luôn này. Cái này là cái gì đây? Cái trước thầy đức quê chúng là cô bác giúp làm máy trò. Là cũng được cô bác giúp à? Ừ. Hôm nay thì trong này thì ướt hết à? Ừ, sáng nay bà lâu. Bà lâu à? Lâu về lâu. Như gạo thì vẫn còn đúng không? Vâng. Gạo thì vẫn còn một bao là chưa có động tới đâu cô bác. Ở đây thì có rất là nhiều cô bác không có bảo sản lực, bảo là mua thêm gạo cho em. Nhưng mà bây giờ gạo vẫn còn, cháu Lực mua xuống nhiều quá thì sợ là bị móc. Và cái phần gạo thì cháu Lực sẽ mua từ từ. Và ở đây thì nếu mà được cô bác nào gửi về thì anh sẽ là xin phép các bác là để vào tiền quý cho em nhé. Đấy, hôm nọ thì anh cũng đã đọc tiền quý cho em là bao nhiêu đúng không? Còn cho anh hỏi nhé, bây giờ nhé, về cái khoản phần ngân hàng của em ấy thì là có giấy tờ gì không? Không, tìm họ đến chưa, em chưa được thấy bao giờ. Chưa được thấy bao giờ à? Cái điện thoại hôm nọ bác xin đi có mua cho thì có dùng tốt không? Có. Ở để đâu rồi? Em lấy sạc. Lấy sạc à? Ừ. Rồi. Đi đâu thì đội theo cái túi nhá. Ừ. Cái túi này thì mình đúc điện thoại vào đấy nó sẽ không bị rơi nhá. Ừ. Điện thoại đấy dùng thì có dùng tốt không? Gọi điện có được không? Có ạ. Có à? Ừ. Trong đấy còn tiền để gọi không? Hết rồi à? Ừ. Bác thì bác Cindy thì cũng có dặn cháu Lực bảo là hàng tháng các em dùng điện thoại hết bao nhiêu thì cháu Lực sẽ đóng và nạp tiền cho các em. Em đi lấy về đi, xong anh nạp vào đấy cho. Ừ. Nhá. Ừ. Nay từ đó đây cũng xa nữa. Là đi xa rồi ra. Lâu. Các bùn ở đây rô hậu tiếng mưu thủy khôi ta tiếng mưu thủy khôi hốc phỉ thì xa người sinh học về hốc linh lơ bên dưới hốc đấy, cái sinh là hiếu mày nhờ được chưa? Chưa ná? Được chưa? Cùng cáo cùng nuôi chị bác Phan à? Lên người đi vừa rồi ông thì còn là ba cái răng của bác, có một cái người sao cái này kia vẫn dùng mượt đúng không? Ừ. Đấy, em có thích cái điện thoại như này không? Thích không? Có à? Đấy, đây thì là được bác Cindy là nhờ cháu Lực mua điện thoại cho em. Bé cẩn thận là để bé Hiếu là lúc mà em nghỉ thì mới cho bé Hiếu để cùng xem cùng nhá. Đấy, tránh là tình trạng là bé Hiếu mà làm để rơi để hỏng thì là mình không có tiền để mà mình thay mua cái mới đâu nhá. Đấy, đây thì bác gửi cho em đấy thì phải nói là bác cũng rất quý các em thì bác mới gửi cho em đấy.
điện thoại dùng tốt thế này, bây giờ em gửi một lời cảm ơn tới bác Cindy nhé. Con cảm ơn bác đã mua điện thoại cho con để gọi ạ. Nếu bác mà về ra bác không giúp đỡ con thì con đi gọi thì hơi gì? Đi bộ rất là xa đúng không? Ừ. Đấy. Ở đây thì đây thì anh em cho anh hỏi nhé, bây giờ nếu mà em đi học ấy, thì em có đi học được không? Không đi học được à? Nhưng mà ở đây là bên nhà trường không cho hay là như nào? Nhà trường không cho. Bên nhà trường là không cho nữa à? Bây giờ nếu mà học thì em phải học từ lớp 4 lên đúng không? Ôi à, bây giờ em Quân thì nghỉ học khá là lâu rồi cô bác. Bây giờ nếu mà học thì phải học từ lớp 4 lên thì mới học được. Như em thì biết mọi cái biết chưa? Biết hết rồi đúng không? Biết đọc viết hết đúng không? Như bây giờ nếu mà anh lưu số điện thoại của em mà thì em có biết tìm số của anh để gọi không? Có gì đúng không? Cũng em Sử thì khó hơn em Quân một chút cô bác. Là em Sử thì hầu như là không có biết nhiều, chỉ biết ra một chút thôi. Và thời gian vừa rồi thì được cái cháu được kèm cặp em Sử với lại em Hải kèm thì em Sử cũng đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Đấy, toát đây cả mồ hôi rồi này cô bác này. Đấy. Sau này anh nhìn vào khuôn mặt em có vẻ buồn đấy. À, chắc là do là gần đến ngày làm đám ma của bố cho nên là rất là buồn. Trong thời điểm này thì em ấy buồn thì không phải đâu cô bác. Người bố của mình mà đã sinh ra mình và đã nuôi mình lớn khôn như này rồi thì bây giờ bảo mất đi không buồn thì cũng phải. Rồi, cố gắng lên em nhé. Đấy, rồi sau này thì mọi cái sẽ tốt hơn. Đấy. Còn là bây giờ thì anh xin được phép bóc cái phần quà của bà trên của bà kia này. Bà này thì khá là nặng đấy. Đây là của bà Thắng nhá. Đấy, bà Thắng gửi cho em nhá. Đây đây và cũng có thì đàng hoàng cô bác. À. Bao đồ cho cháu Quân 14 tuổi nuôi em và ông bà. Đấy. Bác thì cũng bảo quản rất là kỹ rồi này cô bác, sợ là nó sẽ bị con bé cho nên là tìm dao nó khá là này, có cái dao nào không? Đây. Ông thì đang chuẩn bị là đi lấy cỏ à? Ông thì đang chuẩn bị đi lấy cỏ, cô bác có cái liềm luôn này. Có cả dép cả giày luôn nhá. Không biết là đây có cái bộ đồ nào của bé Hiếu không? Cất cho một tí nhá. Đấy, dép này thì sẽ để cho bà nhá. Đấy, có cả giày cả dép này. Đấy, các em xem là có vừa, em xem là em vừa đôi nào nhá. Và cho ông với bà vừa đôi nào nhá. Đôi này chắc là đôi riêng của em này. Đây là quần áo cho bà nhá. Đây là cái mũ này, mình chọn lấy cho ông đi nhá. Mũ này thì lấy cho ông để ông đội nhá. Em lấy cái tấm kia lên, giải cho anh để anh bỏ cái bộ quần áo ra đấy. Bà gửi cho rất là nhiều dép luôn nhé. Đấy, một tí nữa thì em xem những cái bộ nào mà cho bà nhé. Xong là cho ông nhé. Ở đây thì cũng được là các bà gửi cho em ấy. Vì là cũng gấp rất là gọn gàng này. Đấy, đây là chỗ này là toàn bộ quần áo hết này các bác. Đấy, đây là những quần bò này để em mặc này. Ở đây thì có những cả bộ quần áo của ông bà nữa nhé. Nếu mà toàn quần áo thì anh sẽ không có bỏ ra thêm nữa nhá. Ở trong này thì toàn bộ là quần áo hết cô bác ạ. Thì cháu được sẽ xin phép là không có bỏ ra thêm nữa. Để cho em Quân là để trong bao luôn. Và tí để em lựa. Và như ông bà thì có quần áo nhiều không hả? Có ít thôi. Có ít thôi à?
bà thì chắc chỉ có những cái bộ mà dân tộc Nùng thôi đúng không? Đây là quần áo này, áo này thì bộ này thì áo dài tay này, em có thể mặc đi để đi làm nhá, để đi ra để lúc đi lấy cỏ đấy. Đây có cả những cái bộ quần áo của bé Hiếu nhá. Đấy. Này thì có cả bộ những bộ quần áo của bé Hiếu này. Chỗ này thì buộc ở đây lại là được rồi nhá. Ở đây thì toàn bộ là quần áo hết cô bác ạ, thì cháu Lực sẽ không có được, không có bóc ra cho em nữa. Và ở đây thì cháu Lực cũng được nói thêm một lần nữa là có bà Thắng, bà ở Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai gửi cho gia đình em Quân 14 tuổi. Nhưng cái quần áo này thì hôm nọ thì cũng được các bác, các bà đã gửi cho tôi đúng không? Ừ. Hôm nay thì buổi sáng hôm nay thì em đi làm gì? Sáng em đi hấp nước cả sáng. Và sáng nay nước còn tràn thì một bố còn gửi một tí. Ở bộ á? Ừ. Sáng mới đắp lại. Mới đắp lại à? Ừ. Quan tài á, gần như là? Ở đây quan tài à? Ừ. Nếu mà không làm nhanh thì chắc là thấy quan tài. Ừ. Em làm vội quá thì cũng để biết ít. Bảo là mấy ngày nếu như làm tưởng không trời mưa thì mưa lại chuột vào. Bây giờ về một tí sáng đây rồi đó là. Và bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà Thắng nhé. Đấy, bà là bà Thắng. Bà ở Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai các bác nhé. Là gửi tới cho gia đình của em Quân 14 tuổi. Con cảm ơn bà đã gửi đồ cho con và con chúc sức khỏe. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và làm việc luôn thành công trong công việc ạ. Như em thì có quần áo ít ấy, thì nhận được những cái phần quà này thì em có thích không? Có à. Như các bác, các cô, các chú, như các bà, các bác, các cô, các chú gửi những cái bộ quần áo cũ cho em thì em có vui không? Có ạ. Con rất cảm ơn các cô, các bác. Phải nói là thực sự ra để mà em Quân mà đi mua những cái bộ quần áo mới của bác thì em Quân không có dám để mà đi mua. Bây giờ mà mua những cái bộ quần áo mà rơi đâu đó tầm một bộ là 200.000 thì làm sao em Quân mà đi dám mua được. Một ngày em Quân đi làm thì còn chưa đến 100.000 thì những cái bộ quần áo đắt như này thì làm sao mà em Quân dám mua và được các bác, các cô là gửi những cái bộ quần áo mặc dù nó là cũ rồi nhưng mà nó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp và cũng được các bác gửi cho em gấp lại gọn gàng, sạch sẽ và giặt đủ mọi thứ rồi thì mới gửi cho các em. Đây là những cái tấm lòng mà các bà, các bác gửi tới cho em, thấy thương em, thấy em tội không có quần áo để mặc thì mới gửi cho em như vậy nhá. Đấy, và vừa rồi anh cũng nói đấy, xem là cái những bộ nào mà nó vừa ông với lại vừa bà thì cho ông với lại bà là mặc nhá. Đấy, và bây giờ thì cháu Lực sẽ không có lựa ra là từng bộ là cho ông với lại bà nữa, thì một tí ông với bà là sẽ chọn là những cái bộ nào mà ông với bà cảm thấy là ông với bà mặc được thì ông với bà sẽ lấy. Và Hiếu thì Hiếu ăn chơi với ông à? Hả? Một mình khác chơi với bác ạ. Một mình khác là chơi với bác. Có thể là em mấy hôm nay có những hộp sữa, lọ sữa vào thì em cảm thấy rất là thích. Em thì có hộp sữa không? Có à? Có pha vào trong bình cho em đúng không? Có à? Thích một bình và còn sữa, còn sữa như trước. Sữa hộp bác? Còn cho cái sữa hộp qua cho con chưa. Chưa pha cho em à? Cái kia thì múc ra một muôi là để pha cho em nhé. Đấy. Rồi đến lúc nào mà em ấy đòi sữa đấy thì là pha cho em. Bảo là đây là các bác thương mình, các bác gửi cho mình nhé. Đấy. Còn đi ra đánh nhanh như này. Nếu mình chẳng biết chuyện gì mà đang sắp tới mà xảy ra đâu. Chỉ biết là no thì em ấy
chơi, còn đói thì em mới khóc thôi. Mọi cái sự mà mệt nhọc thì đều dồn lên trên đôi vai bé nhỏ của con này. Khóc luôn à? Quân thì thưa cô bác, có thể nói là thật sự là hoàn cảnh là bi đát và éo le lên rồi. Trước kia thì có bố để mà hộ, mà cái tiền hàng tháng về lo cho gia đình, còn em ấy không có mệt nhọc cho lắm. Nhưng mà trong đó thì em ấy vẫn phải là đi ra ngoài để làm thuê, về là lo cho ông với bà. Có cần cái gì mà khó khăn quá thì bảo với anh nhá. Anh sẽ xin phép tất cả quý ông bà cô chú mạnh thường quân là trích cái tiền đó ra, là để đưa em, là để cho em đi lo nhá. Đấy, cái số tiền này thì anh muốn là giúp em là đúng cái mục đích và thật sự là cần thiết nhất thì anh mới giúp em nhá. Đấy, ở đây thì được rất là nhiều các bác, các cô, các chú là em có một cái hoàn cảnh như này, nhà được các bác, các cô, các chú là thương, tôi là gửi những tấm màu vàng của các bác chơi cho em đấy. Đấy, và em không được bao giờ phụ lòng các bác nhá. Như bác xin đi gửi cho em cái điện thoại này là để em bà liên lạc nhá. Và bây giờ thì điện thoại cháu Đức đang dùng để quay thì cháu Đức không có chuyển khoản được, thì một tí nữa cháu Đức sẽ chuyển khoản lại cho em Quân. Là bác cũng có dặn cháu Đức là nạp cho em là 100.000, là hàng tháng sẽ nạp cho em là 100.000. Nạp ở đây thì là em sẽ để đăng ký để gọi nhá, nó sẽ được lâu hơn nhá. Đấy, tí nữa anh sẽ chỉ dẫn em là đăng ký để gọi. Ông với bà thì có mừng không khi mà em có điện thoại như này? Có à? Lung cúng đấy, mừng Quân đi điện thoại đấy với cúng. Bà lung cúng đấy, Quân đây điện thoại mà với đây cũng mừng bố. Mừng là ra. Đấy, bà lên mi cẳng lên hết rồi, Quân đi đúng được đấy. Đấy, chắc bà lên mi cẳng lên. Quân mới tẩy bị cay, tẩy xuống thấy lấy bóng chẳng phiền, lấy bóng gửi trên mà nhờ lãn thứ thầy Quân. Ông thì nói là cô bác phải là rất là biết ơn là bác xin gì rồi để mua cho cái điện thoại này. Và bác cũng có dặn cháu Lực là trong thời gian tới thì sẽ mua cho em một cái bóng đèn năng lượng mặt trời nữa. Đấy, sẽ để nếu mà lắp ở đây thì nó sẽ thay thế. Như cô bác có thể nhìn thấy này, cái dây điện của nhà anh Quân ấy thì là một dây rất là bé tí thôi này. Cái dây này thì chắc hàng tháng thì nhà em giả tiền điện là bao tiền? Tháng với 2 tháng nạp một lần thì mất đi 100. 2 tháng là một lần à? Là mỗi tháng là 50.000 à? Bọc chết hồ. Tôi đến người bọc chết. Máy nữa mà mua cái bóng đèn năng lượng mặt trời về đấy thì sẽ thay thế cái bóng này, nó sẽ là tiết kiệm phần điện cho em nhé. Những cái đôi bàn tay của em Quân này cô bác, cái đôi bàn tay bé nhỏ của em Quân này cô bác đi làm những công việc rất là mệt nhọc, thành ra là bị phồng hết cả lên này, những cái da chết nó đã bị phồng lên và bây giờ buộc lên da mới này. Nhưng ngón tay của em sao bị cong ấy, hôm nay sao bị cong ấy? Một lần em đi làm thì cái máy đè chỗ này. Máy đè à? Ừ. Úi dồi. Nói là em Quân cô bác bị rất là nhiều cái trong cái tai nạn trong lúc mà làm luôn. Trước thì bị cắt ở chân này và trong đó thì lại bị cắt ở tay này, rất là nhiều. Làm cái gì thì phải cẩn thận nhá. Bây giờ mà em có mệnh hệ gì là ông với bà với em để ý và không ai lo nữa. Ông thì bây giờ có thể là vẫn còn làm ruộng được đúng không? Không làm được nữa. Không làm được nữa. Nhưng mà có nghĩa là vẫn gia phụ em đúng không? Những công việc mà để mà cày thì ông có làm được không? Không làm được à? Em từ lúc em thì ông đã không cày thì gọi em cày. Ông là có vẻ là có sức yếu hơn cô bác ạ. Mặc dù năm nay ông có 77 tuổi thôi nhưng mà sức của ông thì sẽ yếu hơn, tại vì là cô bác có thể cháu Lực đã chia sẻ lên rồi, ông thì bây giờ hiện tại là còn 3 cái răng thôi, hầu như là rụng hết rồi, thành ra là cơm ăn không có được ngon, sẽ dẫn đến là cái sức khỏe của mình là bị ảnh hưởng xuống. Và qua đây thì cháu Lực cũng xin cảm ơn tới bà Thắng, bà ở Đồng Nai, và chúc bà thật nhiều sức khỏe
và luôn thành công trong gia đình. Chúc bà cùng gia đình gặp nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Chúc bà tất cả những cái điều tốt đẹp nhất đến với bà và gia đình bà. Hôm nay thì cháu có lực lên thăm, thứ nhất là lên thăm em Quân và động viên cho em Quân không để em Quân là bị sau cái đợt này cháu lực sợ là em Quân là bị tự kỷ hay là bị như nào nữa, thì là cháu lực sẽ lên thăm em mặt thường xuyên và động viên em mấy mối này thì em có một cái tinh thần mà lạc quan hơn thì mới có thể là em mới vượt qua được cái cú sốc này các bác. Từ nhỏ tới lớn đều có một cái số phận mà rất là bất hạnh luôn rồi. Rất thầm à. Như em ấy, mà anh Lena chia sẻ em ấy, thì là thực sự ra đến lúc mà em nói những cái câu chuyện mà anh là người ở ngoài anh nghe thôi, mà đôi khi anh còn cảm thấy là rất lòng, cảm thấy là trong lòng anh có thể là như kiểu là nước mắt anh sắp rơi rồi đấy. Đúng là cái sự thật như vậy. Lúc mà anh nhìn thấy em có những khuôn mặt buồn và những cái giọt nước mắt của em đang chiếm trên cái đo má của em như này này, rất là tội cho em. Đấy là những cái giọt nước mắt, vừa là những cái giọt nước mắt mà đau buồn nhất và vừa là những cái giọt nước mắt mà biết ơn tới tất cả các cô bác nữa. Anh đấy thì có vẻ như là dần dần là quen với cháu Lực rồi, và cũng có thể là bây giờ là dần dần mở lòng và trêu lại cháu Lực đám trêu cô bác. Cố gắng em nhé. Em nghĩ thì trong thời gian tới thì có thể là làm giấy khai sinh và là đi học được rồi. Ở nhà thì bà có thể là đưa em đi học. Nếu mà bà đi được từ đây đến trường bánh thì có xa không? Xa à? Nếu mà bà đi thì chắc phải kiếm gì đến nơi không? Đến, một tiếng mới đến. Một tiếng mới đến nơi á? Đi đường thì đi đường to, đi đường nhỏ? Đường to. Đi đường to à? Cái theo đi theo đường bê tông đi đúng không? Không có bê tông. Không có bê tông á? Ừ. Không. Đường đất. Đi đường đất thôi à? Ừ. Ủa, thế thì bảo bà là trong thời gian tới mà đưa đến đi học đến đi cẩn thận nhá. Đấy, bà mà bị té ở đấy hay là bị thế nào thì lại khổ nhá. Bà bây giờ thì cháu Lực không xin được kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực lên là thăm, hôm nay thì cháu Lực lên với em Quân là trao cái phần quà của bà Thắng, lại thăm em Quân nữa, thì cháu Lực cũng ghi hình lên lại cho tất cả quý cô bác là cùng theo dõi và biết là em Quân. Em Quân thì trước kia chắc là do là đi học ở gần đây nên là em sẽ biết là nhiều thứ hơn cô bác. Nên này thì chắc là có thể mua bạt đấy nhỉ? À, bạt ở kia có đúng không? Lúc nào mà làm xong thì đóng bạt ở xung quanh này đi. Đấy, đóng từ trên kia xuống, đóng xuống ngủ này này. Đấy, bên này thì muối cái khe thì hở ra tầm 1-2 phân, có khe thì hở ra 4-5 phân. Thành ra là và gió thổi vào thì nó sẽ lọt vào và rất là lạnh luôn. Còn bây giờ thì thông tin hôm nay cháu được xin được chia sẻ tới đây thưa cô bác. Cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Bản Em và đã luôn luôn đóng góp những ý kiến cho cháu Lực để cháu Lực được hoàn thiện cái bản thân mình, để cho cháu Lực nhà làm cái công việc thiện nguyện của mình nó sẽ được tốt hơn cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Ôi.